Take a trip to my chào các bạn, tại triển lãm hội nghị LG 2014 vừa rồi thì hãng đã giới thiệu ra mắt một số sản phẩm trong dòng L series năm 2014. Bên cạnh đó là sự ra mắt của siêu phẩm LG G Pro 2 cũng như một sản phẩm khác, đó chính là chiếc G2 mini dành cho thị trường Việt Nam. Và trên tay mình hiện nay chính là chiếc LG L70. Và ngoài ra các bạn cũng biết là có một sản phẩm nữa cũng cùng ra mắt với phiên bản này, đó chính là chiếc L90. Thì hai sản phẩm tầm trung mà LG hướng tới thị trường Việt Nam trong năm 2014 này, nó được trang bị rất là nhiều tính năng đặc biệt. Cụ thể nó được hỗ trợ 2 SIM. Ngoài ra thì nó sẽ được trang bị tính năng nóc cốt, một tính năng mà sẽ xuyên suốt những sản phẩm trong năm nay của hãng. Đây là tính năng bảo mật bằng cách gõ vào màn hình. Các bạn có thể thấy thì mặt trước LG đã thiết kế rất là nổi bật với hình chiếc máy và hình số 7 tượng trưng cho chiếc L70. Đó thì với sản phẩm này thì mình nghĩ LG hướng tới giới trẻ nhiều hơn, chính vì vậy trong màu sắc thiết kế rất là đẹp. Ở mặt sau thì chúng ta có các thông số nổi bật của sản phẩm này. Đây là sản phẩm chính hãng nên khi đi mua hàng các bạn sẽ được bóc tem. Còn tuy nhiên thì mình đã bóc tem sản phẩm này rồi, để mình sẽ gửi tới bạn video ngay sau đây. Và các bạn thấy là sản phẩm này được bảo hành chính hãng 1 năm tại LG Việt Nam. Ngoài ra thì các bạn thấy ở đây rất nhiều thông số nổi bật như tính năng nóc cốt, camera 5 chấm, hỗ trợ 2 SIM, pin dung lượng cao lên tới 2001 và màn hình 4.5. Đó, ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có các thông số IMEI, serial và mình sẽ mở hộp mở sản phẩm này. Và mình sẽ có chiếc LG L70 màu trắng. Hiện tại trên thị trường thì sẽ có một phiên bản nữ màu đen. Tiếp theo phụ kiện bên trong thì mình có sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn thấy thì ở đây có một cái tờ ghi những rất nhiều thông số nổi bật và như mình đã nói lúc ban đầu. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái phiếu bảo hành chính hãng của LG Việt Nam. Cái này sẽ đi kèm khi các bạn đi mua máy thì ở đây sẽ có email các thông số của máy. Và tiếp theo là rất nhiều sách hướng dẫn bằng tiếng Việt thì cái này rất là tiện lợi bởi đây là một sản phẩm dành cho thị trường Việt Nam. Một điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn đó là sản phẩm này trên thị trường được gọi với tên là L70 Dual. Tuy nhiên cái tên mã của nó sẽ là D325. Thì ngoài ra sẽ có một phiên bản nữa chỉ có một SIM, tức là chiếc L70 một SIM. Tuy nhiên cái phiên bản đó sẽ có tên mã là D320. Thì các bạn chú ý một chút. Và phụ kiện tiếp theo thì mình sẽ có tai nghe. Ở đây mình có chiếc tai nghe màu trắng. Thì cái tai nghe này chỉ là chiếc tai nghe phổ thông thôi. Và chất lượng âm thanh thì cũng không ở mức quá cao. Và cuối cùng thì mình sẽ có ủ sạc và các kết nối micro USB. Và tiếp theo mình sẽ gửi tới các bạn bài trên tay đánh giá chi tiết sản phẩm này. Đầu tiên là về thiết kế. Thì các bạn thấy chiếc LG L70 trên tay mình, nếu mà gọi cái tên chính xác hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt tên cho nó một chiếc LG G Pro Mini. Bởi các bạn thấy cái phong cách thiết kế rất là giống chiếc LG G Pro được ra mắt năm ngoái. Với cái sản phẩm này thì nó được thu nhỏ kích thước màn hình chỉ còn 4.5 inch. Và với một sản phẩm chỉ trong phân khúc giá 4 triệu đồng mà sở hữu một màn hình lớn như thế này, mình thấy trên thị trường rất là ít. Chỉ chúng ta biết đến một số sản phẩm cùng với nó như là chiếc Oppo Neo của Oppo thì cũng với sở hữu với màn hình 4.5 inch. Còn ngoài ra các sản phẩm khác thì thông thường nó sẽ rơi vào từ 4 đến 4.3 inch. Thì đây là một cái điều rất ưu ái mà LG đã trang bị một cái màn hình lớn cho chúng ta cái những cái trải nghiệm như xem phim lướt web trên sản phẩm này. Và vì sao mình lại nói chiếc LG L70 này có thiết kế giống chiếc LG G Pro? Các bạn thấy ở đây mình có các cụm loa này, loa đàm thoại, các cụm cảm biến và đặc biệt là cái phần viền ở bên cạnh trái như cạnh phải này thì rất là giống. Ở hai cạnh viền bên thì chúng ta sẽ có một cái đường mạ kim loại rất là nhỏ, mảnh. Tuy nhiên với ở cái cạnh trên và cạnh dưới thì cái viền này sẽ có diện tích lớn hơn một chút, nó sẽ to hơn. Toàn bộ mặt trước của sản phẩm này được trang bị màn hình 4.5 inch và được gia công bằng chất liệu kính cường lực Gorilla Glass 2. Và ở phần mặt sau thì nó là chất liệu nhựa truyền thống, thì đây luôn là cái chất liệu mà hãng ưa thích trong sản phẩm tầm trung của mình. Thì tuy nhiên cái chất liệu nhựa này thì đánh giá khá là cao bởi nó là nhựa sần, nó nhám chứ không phải là nhựa bóng bám mồ hôi bụi bẩn vào vân tay. Cầm cái chất liệu này khi các bạn cầm trên tay thì rất là thích, nó bám vào lòng bàn tay. Thứ hai các cạnh bên nó bo vừa phải, kết hợp với cái màn hình chỉ có 4.5 inch thôi nên là dù những bạn nữ có cái bàn tay nhỏ thì cầm sản phẩm này rất là thoải mái. Ngay bản thân mình thế thôi, mình đã quá quen sử dụng với những sản phẩm có kích thước từ 5 inch, thậm chí là 5.5 inch. Khi mình cầm cảm giác trên tay rất là cấn. Chính vậy cảm giác cầm lại cái sản phẩm mà nó có kích thước từ 4 đến 4.5 inch cho lòng bàn tay thì thực sự nó rất là thoải mái. Chúng ta có thể dùng một tay lướt từ cạnh trái cạnh phải màn hình mà rất là thích, chứ không cần phải dùng đến hai tay trên những sản phẩm có màn hình kích thước lớn. Đó. Ngoài ra thì mình điểm đánh giá cao cho sản phẩm này đó chính là các cạnh bên, các phím bấm này đặt ở những vị trí rất là dễ, cảm giác ấn rất là nảy. Ở bên cạnh trái chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng, bên cạnh phải là phím nguồn đó. Và cái sản phẩm này thì mình thấy nó khác cái chiếc G Pro một chút, chúng ta chỉ có một cổng kết nối tai nghe 3.5mm và mic phụ chống ngột. Ở cạnh dưới thì chúng ta có một mic chính và cổng kết nối micro USB.
Một điều nữa, trên sản phẩm này mình đánh giá khá cao, nó hỗ trợ tới 2 SIM. Chính vì vậy, ở đây ở cái thanh điều hướng các bạn thấy có 4 phím chức năng. Thứ nhất vẫn là phím Back, phím Home và phím Menu như truyền thống. Tuy nhiên ở đây thì LG đã trang bị thêm một cái phím truy cập nhanh, đó là phím chuyển đổi giữa 2 SIM để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng giữa SIM 1 và SIM 2, rất là tiện lợi. Như vậy thì với sản phẩm LG L70 này thì mình nghĩ LG tung ra ở thị trường dành cho những bạn nào yêu thích những trải nghiệm mà xem phim lướt web trên một màn hình rộng, và chỉ với mức giá tầm 4 triệu đồng thì mình nghĩ nó sẽ vượt trội hơn so với khá nhiều sản phẩm trên thị trường hiện nay với kích thước màn hình chỉ rơi vào từ 4 đến 4,3 inch. Đây là điểm đánh giá cao cho sản phẩm này. Như mình đã nói ở trong phần thiết kế thì LG L70 rất được ưu ái khi được trang bị màn hình lên tới 4,5 inch. Tuy nhiên thì cái đây là cũng là một nhược điểm bởi vì độ phân giải chưa được HD. Với sản phẩm này, độ phân giải của nó chỉ đạt 480x800 pixel. Chính vì vậy khi mà chúng ta zoom những ảnh, nếu như bạn nào đã quen sử dụng với những sản phẩm màn hình HD, Full HD thì khi nhìn trở lại với những cái sản phẩm mà với cái màn hình độ phân giải nó thấp như này thì chắc chắn một cái điều đó là sẽ xảy ra hiện tượng vỡ hạt, và đây sẽ là cái điều tất cả sẽ xảy ra với sản phẩm phân khúc tầm trung. Cụ thể khi chúng ta nhìn zoom ở mức thông thường thì cái khoảng cách mắt nhìn của người dùng sẽ không thể phân biệt được. Tuy nhiên với những bạn nào quá kỹ, khi chúng ta zoom to lên thì chắc chắn hiện tượng vỡ hạt sẽ xảy ra. Các bạn thấy ở cái phần cánh hoa màu xanh với màu vàng thì hiện tượng vỡ hạt là điều không thể tránh khỏi. Đây thì trên một số bức hình khác thì mình có thể cho các bạn xem. Với cái bức hình ảnh bầu trời như này, khi mình zoom to thì các gợn mây các bạn thấy là cái hiện tượng vỡ hạt xảy ra khá là rõ và chúng ta dễ dàng cảm nhận được cái điều này. Với những sản phẩm tập trung thì các hãng buộc phải hy sinh một yếu tố gì đó, cụ thể ở đây là về màn hình. Tuy nhiên thì với chiếc LG L70 này thì cái điểm mạnh của nó cũng có, chính là việc LG đã trang bị cho nó màn hình IPS. Cụ thể với tấm nền IPS thì như bạn biết là với những sản phẩm của LG thì nó cho cái điểm mạnh thứ nhất là và hiển thị màu sắc trung thực. Khi chúng ta những bức ảnh ở bên ngoài chúng ta chụp cũng như những bức ảnh chúng ta crop vào máy thì hình ảnh như thế nào thì trên cái màn hình này nó sẽ hiển thị đúng như vậy. Nó sẽ không làm đậm quá cái tông màu nịnh mắt như chiếc màn hình của Super AMOLED cũng như màn hình của Sony. Và khi chúng ta trải nghiệm thì rất là trung thực, hình ảnh sắc nét và đẹp. Ngoài ra cái điểm đánh giá cao trên sản phẩm này đó chính là góc nhìn. Bởi vì màn hình IPS khi chúng ta nghiêng đi một cái góc thì góc nhìn không hề bị thay đổi, vẫn giữ nguyên được cái màu sắc. Đây luôn là điểm mạnh của những màn hình LCD của hãng. Đó, và mình sẽ trải nghiệm cho bạn một chút một cái video để các bạn thấy rõ cái điểm mạnh trên sản phẩm này. LG L70 là một thiết bị hướng tới phân khúc tầm trung và LG đã trang bị cho nó một camera chính 5 megapixel cùng với đèn flash trợ sáng. Thì cái điểm mạnh trên sản phẩm này chính là cái giao diện chụp ảnh. Các bạn thấy thì giống như LG G2, chiếc L70 thì đã được chạy sẵn lên hệ điều hành Android 4.4.2 KitKat. Chính vì vậy cái giao diện chụp ảnh thì nó kế thừa toàn bộ những cái gì tốt nhất của LG G2. Cụ thể thì cái danh sách hiển thị ở dạng lưới giúp chúng ta các chế độ chụp ảnh rất là trực quan. Các bạn thể nhìn vào là chúng ta có thể sử dụng dễ dàng. Không như một số sản phẩm khác thì chúng ta phải mất khá nhiều thời gian đi từ chỉnh chuyên sâu mới có thể chụp được một bức hình ưng ý. Ở cái sản phẩm này thì ngay chế độ tự động thì chúng ta đã có thể chụp được những bức hình mà đúng ý muốn rồi. Tuy LG L70 hướng tới phân khúc tầm trung nhưng hãng vẫn trang bị cho nó tính năng chụp ảnh cao cấp panorama. Ngoài ra các bạn có thể hẹn giờ chụp ảnh liên tiếp hay là chế độ chụp ảnh thể thao cho những bức hình của chúng ta sẽ chất lượng hơn. Và về cái chất lượng hình ảnh của sản phẩm này thì mình sẽ nói qua cho bạn một chút. Ở đây thì mình đã chụp thử một cái bức hình ở trên LG L70 ở trong các điều kiện khác nhau. Cụ thể với chiếc biển di động hình thông minh có màu da cam này thì khi mình chụp lên các bạn thấy rõ ràng nó chuyển ngả hẳn sang màu hồng. Ngoài ra đây chính là cái điều do việc cân bằng trắng của cái sản phẩm này không được tốt. Ở trong cái bức hình này với những cái màu sắc như là màu đen hay màu xanh hoặc là ngay cả màu trắng, màu xám thì nó hiển thị rất là mờ nhạt. Tuy nhiên tất cả cái tông màu đỏ thì nó hiển thị rất là đậm, tôn đậm hẳn lên. Ở đây chúng ta có cái chiếc LG L70 ở trên cái hộp này này, hoặc là ngay cả những cái hình bông hoa thì tất cả những chi tiết màu đỏ thì hiển thị rất là rực, trong khi đó những màu còn lại thì nó lại làm mờ đi. Ngoài ra do không được trang bị công nghệ ổn định hình ảnh OIS như những sản phẩm cao cấp nên khi mình chụp ở cái điều kiện mà vật đang di chuyển thì hình ảnh sẽ bị mờ. Ngoài ra trong những cái điều kiện ánh sáng yếu thì khi chúng ta bắt nét thì cái hệ thống camera của máy sẽ bắt nét không được chuẩn. Tức là chúng ta bắt nét được một lúc, mình tích và bắt nét vào từ điểm 1 thì phải mất khoảng một thời gian tầm 4 đến 5 giây thì máy mới có thể bắt nét được chuẩn, chứ nó không thể bắt nét được luôn ngay khi chúng ta chạm vào màn hình để lấy nét từng điểm 1. Thì đây là một điểm đánh giá không cao trên những camera của sản phẩm này.
Thì mình nghĩ với một sản phẩm hướng tới phân khúc tầm trung, với những bức hình chúng ta chụp ảnh chia sẻ lên Facebook, mạng xã hội thì mình nghĩ là cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được.